đây cái trò gì nó cũng chơi rồi. Hồi đi lên cho nhà sách kiến gọi cho bà Hảo này thì thích chạy 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 lên đằng bên kia thôi. Cái mồ hôi kìa, nhìn kìa. Chủng lớp 4 ở bé thế không đi. Bây giờ làm sao ra được đây, xong rồi đi vòng kia nữa thành một vòng. Kia tôi xem chơi. Hả? Tôi xem mà chơi. Cái gì cơ? Ừ. Tự nhiên là có cái chả thế. Sáng nay cũng nó có cho cái gì vào đâu. Nó ăn chơi mà. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.